Xin chào chị Liên. Em tên là Trâm. Em đại diện cho chương trình Cơ hội đổi đời á. Cho em hỏi đây con trai chị hả? Dạ, 18 tuổi rồi, nó bị bệnh tâm thần. Tôi tên là Trịnh Liên, 48 tuổi. Tôi hát anh không rõ. Và lý do là bị bẩm sinh cái mụn lẻ ra là bị chất độc da cam. Ngày xưa con lớn á. Ngày xưa con rất là đời. Con ở nhà qua nè. Con bị tên là 15 rồi. Trời ơi, chúc mừng Hoàng Bách em ơi, em đã cố gắng lắm luôn rồi. Nói chung là thất vọng. Sao vậy? Em thật sự ngu ngốc luôn đó. Em thật sự ngu ngốc luôn đó. Do áp lực cho em. Do áp lực cho em. Cố lên Thanh ơi, dạng hủ tiếu Thanh ơi. Anh ơi, cố lên dạng hủ tiếu anh ơi. Ở gần ngay đây luôn hay sao Liên? Thương quá, vỗ tay mọi người ơi. Cố lên con coi, cố lên. Cố lên Thanh ơi, cố lên.